Hello, xin chào mừng anh em. Lâu lâu rồi thì mình mới lên sóng một chút. Đây, hôm nay vừa mới lấy một chiếc xe cho người nhà, Accent phiên bản số tự động. Accent này thì anh em biết là nó sẽ có 4 phiên bản, 2 bản số sàn, 2 bản số tự động. Thì đây là chiếc số tự động bản thiếu. Đấy, còn bản đủ ấy thì nó sẽ cao hơn một chút, nó có la răng đẹp hơn, nó có cửa sổ trời, có giá nóc. À quên, có cửa sổ trời này, có điều hòa tự động, có 6 túi khí. Lấy xe từ hãng ra ấy thì nhiều anh em rất phân vân là không biết làm cái gì. Thì thực ra đây là một trong những chiếc xe mình nghĩ là option nó cũng dừng lại mức độ đủ dùng rồi. Thì mình chỉ làm những cái gọi là cơ bản nhất thôi. Còn về giá của chiếc Accent này, nếu mà anh em nào quan tâm nhé, thì giá thời điểm này đối với phiên bản số tự động bản tiêu chuẩn này, giá rơi vào khoảng tầm 490. Lăn bánh ở tỉnh thì khoảng tầm 550 gì đó. Và lăn bánh ở Hà Nội thì cao chút, khoảng tầm 575, 580 triệu gì đấy. Nhìn chung là trong cái tầm tiền hơn 500 triệu lăn bánh ấy, thì đây là một trong những sự lựa chọn mà mình nghĩ là vừa thể thao, vừa năng động này, vừa thiết kế đẹp này, option cũng khá là nhiều. Đây, quay trở lại với chiếc Accent này thì chủ xe thì là người quen của mình rồi. Đấy, mình cũng gọi là tư vấn nhẹ nhàng thôi. Anh chị sử dụng những cái phụ kiện nó mang đúng tính chất là mức độ đủ dùng. Lấy xe thì việc đầu tiên chắc chắn anh em phải làm đấy là dán phim. Thì đây chính là cái kính mà đã bắt đầu vừa mới vào phim xong, nhưng nó sẽ chưa hoàn thiện 100%, còn phải vuốt lại những cái khe cạnh như này. Anh chị có thể thấy là đây. Đấy, những cái đường này thì mình sẽ phải vuốt hết lại. Để nói về cái phim cách nhiệt ấy, thì mục đích chính của phim cách nhiệt chính là cái tên của nó luôn. Cách nhiệt này, chống nóng, chống tia UV này. Và nó có mấy cái chỉ số rất là quan trọng khi anh chị em mình chọn phim cách nhiệt nhé. Đầu tiên là cái độ xuyên sáng. Độ xuyên sáng của kính lái này thì anh em sẽ chọn cái độ xuyên sáng nó càng cao càng tốt. Nó sẽ không bị cản trở tầm nhìn. Và đặc biệt là khi mình dùng phim zin ấy, thì nó sẽ không có cái hiện tượng bóng ma khi mà mình sử dụng cái kính. Tiếp theo nữa, ở hai bên sườn này thì mình cũng có rất nhiều gói tùy chọn. Ví dụ cái màu này thì nó sẽ là cái màu hơi sáng một chút. Ngoài ra mình thích tối hơn, mình dán nó tối hơn cũng được. Hoặc là có một số anh em ấy thì thích theo kiểu là đằng trước ấy thì rất là sáng, thế nhưng mà đằng sau thì dán tối đen xì luôn. Thì cái đấy là tùy thuộc vào mình lựa chọn nhé. Bất kỳ một gói phim nào ấy thì thông thường cũng sẽ có màu để cho mình lựa chọn. Có sáng này, có trong suốt này, có hơi mờ một chút này, và có những gói đen xì luôn. Đấy. Cái sự khác nhau ấy thì của các gói phim này thì nó sẽ nằm ở cái phần những cái tỷ số, ví dụ tỷ số cách nhiệt, tỷ số cách tia UV chẳng hạn, cái phần trăm cản tia UV cản nhiệt, thì đấy nó sẽ làm nên cái tên tuổi, những cái giá trị của những cái bộ phim. Phim cách nhiệt ở Việt Nam mình thì phải nói là có rất nhiều hãng, thượng vàng hạ cám có đủ hết. Thông dụng nhất 3M Luma này, cao một chút có SunGard, rồi gần đây thì có phim gốm XPEL. Như chiếc xe này ấy, thì là dán Luma gói tiêu chuẩn, giá nó loanh quanh 5 triệu, rất là rẻ thôi, mình đã có một bộ phim chính hãng rồi. Dùng Luma thì sẽ không sợ hàng nhái, mỗi một xe sẽ có một cái mã bảo hành, một tem bảo hành riêng và nó là kích hoạt điện tử. Đấy, việc đầu tiên là dán phim. Thứ hai, đây là một cái thiết bị mình nghĩ là rất là nhỏ nhưng mà phù hợp. Cái này thì anh em kỹ thuật mình hay gọi nó là gọi là cam cạp lề. Đấy, mình có thể lắp ở bên cả bên lề trái này hoặc là cả bên lề phải. Ví dụ như chiếc xe này thì mình có tư vấn là chỉ cần lắp ở bên lề phải thôi, bởi vì đây cái khu vực này là khu vực của mình rất khó quan sát. Đấy, đây nhá, cái cam lắp thì nó sẽ như thế này. Đấy, khoan một lỗ ở gương này, lắp như thế này, và khi mình xi nhan bên phải ấy thì ngay lập tức hình ảnh của toàn bộ cái phần này nó sẽ hiển thị trên cái màn hình nguyên bản theo xe luôn, rất là thuận tiện trong quá trình mà mình quan sát di chuyển những cái khu vực này, đặc biệt là dành cho anh chị em lái mới nhé. Đấy là hai cái thiết bị phải nói là quá là phổ thông, nhiều người dùng. Còn một cái nữa, đây mời anh em chúng ta di chuyển một chút về đây. Đấy, phim thì sẽ rất hay đi với sàn. Cái sàn ấy thì mình sẽ nói qua một chút nhé. Thì đây anh em nhìn này, nguyên bản theo xe thì nó sẽ là cái sàn nỉ như thế này, sàn nỉ. Sau đó thì mình sẽ làm một lớp da similin đây. Đây như cái này là làm xong da này. Đấy, nó rất là sạch. Mình có thể không may dây nước này, hoặc là vệ sinh các thứ, nó rất là dễ. Sau khi trải cái lớp da này lên thì anh em sẽ có những cái sự lựa chọn về những cái thảm trải sàn. Thảm trải sàn ấy thì đây, cái này là phổ biến nhất này. Này thì mình nghĩ là nhiều anh em dùng. Đấy, những cái cuộn thảm cao su như này, đo và cắt theo khuôn. Thì cái này giá rất rẻ, chỉ khoảng mấy trăm nghìn một bộ thôi. Cái này thì mình cũng bán ship toàn quốc cho anh em có nhu cầu nhá. Ngoài ra thì mình có thể cân đối, ví dụ thảm 6D này, hay là gần đây ở thị trường có một số các loại thảm khác mà nó cao cấp hơn, ví dụ thảm nhựa nguyên bản theo xe ấy. Và cũng mình thấy cũng nhu cầu sử dụng rất là nhiều. Đấy, thì đấy là những cái món đồ mình nghĩ là nó rất đơn giản. Phim cách nhiệt này, trải sàn này, anh em nào lái yếu yếu một tí thì mình làm thêm cam cạp lề. Còn nói về đồ chơi ô tô thì mình nghĩ nó quá nhiều, phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng thôi, mình thích dùng cái gì. Có những người thích nâng cấp loa súp này, có những người thích phủ nano này, có những người thích cam 360, có những người thích màn Android, phù hợp vào nhu cầu sử dụng nhá. Nếu anh em mà có nhu cầu độ xe này, chăm xe, spa thì có thể ghé qua bên mình. Bên mình có hai cơ sở nhá. Đây là cơ sở 1, số 44 ngõ 643 Phạm Văn Đồng, và cơ sở 2, 202 Hồ Tùng Mậu. 202 Hồ Tùng Mậu là một cơ sở mới và mình đang có những chương trình chạy khuyến mại rất là tuyệt vời dành cho anh em rửa xe cao cấp này,
dọn nội thất, chăm sóc này và spa nâng cấp cũng như là độ xe đồ chơi. Cảm ơn anh em rất nhiều và nhớ đăng ký kênh, và có cơ hội thì ghé qua ủng hộ cho bên mình nhé. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.